They've got a terrible problem there. This week, U.S. Secretary of State Mike Pompeo announced that. IO 2 of oxygen. And so, it's we have to reorganize uh, our emergency room and our hospital in three levels of intensity, as, as you as you saw. Mở đầu bản tin hôm nay sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 trên kênh tin tức và thể thao Trading sẽ có những tin đáng chú ý như sau. Mỹ cảnh báo Trung Quốc lợi dụng Covid-19 tranh đoạt chủ quyền bất chính ở Biển Đông. Trump nhắm tới Trung Quốc khi đã kích Tổ chức Y tế Thế giới WHO về dịch Covid-19. Tổ chức Y tế Thế giới mất uy tín lâu dài vì theo đuôi Trung Quốc. Mỹ tiếp tục ghi nhận gần 2.000 người chết trong một ngày một bác sĩ bị đem ra làm vật tế thần trong cơn đại dịch Covid-19 tại Úc vẫn như thường lệ đó là một điểm qua số ca tử vong ở các quốc gia xung quanh ta dẫn đầu vẫn là Hoa Kỳ với 466.969 ca nhiễm và 16.636 ca đã tử vong Tây Ban Nha 153.222 ca nhiễm và 15.447 ca đã tử vong, Ý 143.626 ca nhiễm và 18.279 ca tử vong. Tại Đức, 118.235 ca nhiễm và 2.607 ca tử vong. Tại Pháp, 117.749 ca nhiễm và 12.210 ca tử vong. Tại Iran, 66.220 ca nhiễm và có 4.110 ca tử vong. Tại Úc, sáng nay có 6.152 ca nhiễm và 51 ca tử vong. Tại Việt Nam, 255 ca nhiễm, có 4 ca nhiễm mới, chưa có ca tử vong nào. Như vậy, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và ca tử vong tăng chóng mặt trong vòng 24 giờ qua, với gần nửa triệu ca nhiễm, nhưng tình hình vẫn chưa có gì là khả quan và cũng chưa cho thấy họ đã chạm đến đỉnh dịch. Số ca nhiễm và ca tử vong tại Tây Ban Nha và Ý thì có vẻ đang chững lại. Nhưng vẫn còn quá nhiều ca tử vong. Việt Nam sáng nay có 4 ca nhiễm mới nâng tổng cộng lên 255 ca nhiễm và vẫn chưa có ca nào tử vong. Đáng mừng cho người dân Việt Nam. Mỹ cảnh cáo Trung Quốc lợi dụng Covid-19 tranh độc chủ quyền bất chính tại Biển Đông. Trung Quốc không nên khai thác đại dịch Covid-19 để lắng ác láng giềng tại Biển Đông. Đây là lời cảnh báo của Washington sau khi Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trong vùng ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa vào tuần trước theo bản tin AFP. Vài ngày sau khi bà Nguyễn Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã trao công hàm phản đối yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên không để tái diễn những hành động tương tự và bồi thường thỏa đáng cho các thiệt hại ngư dân Việt Nam. Vụ việc xảy ra do tàu hải cảnh Trung Quốc rượt đuổi tàu cá Việt Nam hơn 2 giờ đồng hồ và đâm chìm tàu cá Việt Nam với 8 ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản trong ngư trường Hoàng Sa vào lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 4. Cũng giống như bao nhiêu lần tấn công các ngư dân Việt Nam trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh lại dùng luận điệu bịa đặt xảo ngôn. Dù tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã cố gắng hết sức để tránh nhưng vẫn bị tàu cá Việt Nam đâm vào mũi tàu hải cảnh Trung Quốc và chiếc tàu cá bị chìm. Cảnh sát biển Trung Quốc đã ngay lập tức giải cứu tàu đánh cá Việt Nam. Tất cả 8 người dân Việt Nam trên tàu đã được cứu lên mà không có ai bị thương vong. Sau khi tiến hành thủ tục điều tra và thu thập chứng cứ cần thiết, cảnh sát biển Trung Quốc đã cho 8 người dân về nước. Đó là những lời xảo ngôn của bà Hoa Xuân Ánh. Đến lượt Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng thay vì uy hiếp láng giềng, Bắc Kinh nên tham gia vào nỗ lực chống dịch xuất phát từ Trung Quốc. Phát ngôn viên một Ganh, tuyên bố, vào lúc cả thế giới tập trung chống lại đại dịch Covid-19, thì Bắc Kinh lợi dụng thời cơ để thiết lập thêm cơ sở gọi là nghiên cứu tại Biển Đông và gia tăng các phi vụ quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt thủ đoạn lợi dụng lúc thế giới đang bận tâm chống dịch cũng như khai thác thế yếu của các nước Đông Nam Á để gia tăng những đòi hỏi phi pháp tại Biển Đông. Bà Morgan cho biết thêm là Washington quan ngại sâu sắc về vụ Trung Quốc ý mạnh hiếp uy hiếp đánh chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, một vụ việc mà Bộ Ngoại giao cho là nằm trong loạt hành động của Bắc Kinh uy hiếp láng giềng để tranh đoạt chủ quyền bất chính. Donald Trump nhắm tới Trung Quốc khi đã kích hôn Tổ chức Y tế Thế giới về dịch Covid-19. WHO, that's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States. And uh, we pay for a majority, the biggest portion of their money. And they uh, actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things. And they had a lot of information early, and they didn't want to do very

Tổng thống Mỹ lại nã đại pháo vào chính tổ chức đang điều phối một cuộc chiến toàn cầu chống virus Corona. Nhưng thực ra khi đã kích kịch liệt tổ chức y tế thế giới, Hu, ông Trump muốn nhắm tới Trung Quốc. Trên mạng xã hội Twitter ngày 7 tháng 4, 2020, Tổng thống Mỹ đã thẳng thừng cáo buộc Hu có những lập trường rất có lợi cho Trung Quốc. Thậm chí ông còn dọa là Mỹ sẽ ngưng đóng góp tài chính cho tổ chức này. Nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa đó, thì hậu quả sẽ rất nặng nề vì Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp tài chính nhiều nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới hơn 400 triệu đô la năm ngoái, gấp 10 lần đóng góp của Trung Quốc, như Ngoại trưởng Mai đã cố tình nhấn mạnh. Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đã lên án Tổ chức Y tế Thế giới đồng lõ với Trung Quốc trong chiến dịch che giấu thông tin về dịch COVID-19. Chính sự thiếu minh bạch từ Trung Quốc đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng vì virus corona. Một số nhân vật như Thượng nghị sĩ Ted Cruz Marco Rubio, thậm chí còn đòi cách chức Tổng giám đốc Y tế Thế giới Thoros Adhanom. Giới thân cận với Tổng thống Donald Trump còn nhắc lại ông Thoros như thể đích thị ông là đồng minh của Bắc Kinh. Phản ứng lại những đoạn tấn công của Tổng thống Donald Trump hôm qua, Tổng giám đốc Y tế Thế giới Thoros Adhanom Please don't politicize this virus. đã kêu gọi đừng nên chính trị hóa con virus corona về phần tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông cho rằng bây giờ không phải là lúc để chỉ trích một tổ chức đóng vai trò thiết yếu trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Tổ chức Y tế Thế giới mất uy tín lâu dài vì theo đuôi Trung Quốc. Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng lên ở Trung Quốc cho đến nay, ông Thoros Adhanom, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, không hề lên tiếng chỉ trích bất kỳ tuyên bố của chính quyền Trung Quốc. Theo nhật báo Pháp Le Echo ngày 8 tháng 4 năm 2020, sự thiếu vắng phản ứng nói trên của Tổ chức Y tế Thế giới giải thích phần lớn sự chậm trễ trong việc xử lý đại dịch COVID-19. Ông François Gottman, chuyên gia kỳ cựu về châu Á tại Viện Montaigne, Pháp, cho rằng thái độ phục tùng Bắc Kinh của lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới đã làm cho hình ảnh của định chế này sức mẻ lâu dài. Đài Loan đã hoài công cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tháng 12 về một dạng mới của virus corona xuất hiện ở Trung Quốc nhiều ngày trước khi chính quyền Bắc Kinh gợi lên chuyện này. Thế nhưng, WHO vẫn không hề có phản ứng mà phải đợi đến ngày 21 tháng 2 năm 2020 mới cử một phái đoàn đến xem xét tại chỗ. Trong lúc đó thì ngày 24 tháng 1, vị tổng giám đốc đã công nhận sau Trung Quốc là virus corona có thể lây từ người sang người. Tất cả những điều này đã làm chậm trễ việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp Tổ chức Y tế Thế giới đã và đang không phản bác bất kỳ phát biểu chính thức nào của Trung Quốc, ngay cả khi có những lời bác bỏ các tuyên bố đó. WHO không hề có thông báo gì về nguồn gốc thật sự của dịch bệnh, tất cả đều chỉ tập trung việc xử lý khủng hoảng. Bác sĩ Toros được bầu lên nhờ Trung Quốc vào năm 2017. Việc không chỉ trích Bắc Kinh cho phép ông hy vọng được Trung Quốc hợp tác trên nhiều hồ sơ khác. Mỹ tiếp tục ghi nhận gần 2.000 người chết trong một ngày. Hôm ngày 10 tháng 4 là ngày thứ nhì liên tiếp có thêm gần 2.000 người tử vong tại Mỹ vì COVID-19. Theo tổng kết của hãng tin Reuters, trên toàn nước Mỹ đã có gần 466.969 người dương tính với virus corona và đại dịch đã cướp đi mạng sống của 16.636 người. Với số ca tử vong này, Mỹ bị thiệt hại nặng nề thứ nhì sao Ý Please come help us in New York now. New York vẫn là tâm dịch thêm 799 người chết trong vòng 24 giờ qua và đã có gần 18.279 ca đã nhiễm tại bang này. Theo thông báo của thống đốc Andrew Cuomo. Trong tình hình nói trên, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar ngày 8 tháng 4 năm 2020 thông báo cho phép các hiệu thuốc thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện bệnh dương tính với virus Corona. Bought incredibly valuable time for our healthcare system to prepare for the virus and for the possibility that we need to mitigate its spread here. Cũng liên quan đến tình Covid-19 diễn ra tại Mỹ, có sự nghi ngờ liên hệ giữa Trump và Sanofi trên cả về dùng thuốc Lorocin trị virus corona vẫn tiếp diễn. Chloroquine or hydroxychloroquine works. Uh... Báo New York Times hôm ngày 7 tháng 4 năm 2020 nêu lên khả năng Tổng thống Donald Trump xem chloroquine như thần dược bởi dường như ông ta có liên hệ trực tiếp với tập đoàn dược phẩm Sanofi chế biến loại thuốc này. Tạp báo khẳng định Donald Trump có một chút lợi ích tài chính với Sanofi. Nhiều người thân cận và cũng là những điểm tựa tài chính của Trump có tên trong danh sách các cổ đông chính của hãng Sanofi. Bản tin trên kênh tin tức và thể thao Trading về tình hình dịch Covid-19 đến đây xin tạm dừng. Tin tức nóng trên toàn thế giới sẽ được tradingo cập nhật trong vòng 24 giờ tới. Kính mời quý vị thính giả của đại gia đình Trading tiếp tục đón xem nhé. Chân thành cảm ơn.